thôi anh à, giờ anh đừng nói nữa, anh diễn như vậy đã đủ chưa? Đừng cố giải thích khi mọi chuyện đã rõ, giờ anh biến đi đi là vừa. Tôi thật không ngờ con người anh như vậy, tình cờ hôm qua tôi đã thấy anh đi với nó mà giờ anh còn trôi. Giờ anh giải thích làm sao đây? Này đây em nói anh nghe nè, nếu đã hết yêu thì anh cứ nói, chứ hà có chê anh phải làm như vậy rồi anh bóp nát trái tim tôi. Và rồi anh là người phản bội, thật ra tôi biết từ lâu rồi, thôi anh lại đây nhận của tôi một lạy, tình mình kết thúc tại đây thôi. Và trước khi yêu tục đã từng nói, nếu yêu thì hãy yêu thật lòng, anh đã từng thề rồi anh đã từng hứa, cuối cùng cũng làm tôi thất vọng. Những lời anh hứa cho đến bây giờ anh xem anh đã làm được chưa, cũng đã nhiều lần tôi tha thứ cho anh và anh hứa sẽ không lần nữa, nhưng mà bây giờ thì sao ha, giờ anh bắt cá đến hai tay, khi tôi bắt bài thì cho trò đổ lỗi, rõ ràng anh là thằng mắc dậy, nhưng giờ thì cũng đã hết rồi, anh biến giùm tôi đi đừng nói, lừa tình người khác anh bắt cá nhiều tay thì anh cũng chỉ là thằng tôi. Mời em mà em nghe anh nói sự thật, nó chẳng phải thế đâu. Thật sự cô ta chỉ là cô em gái, đừng để hiểu lầm mà móc nhau. Tình cảm của anh từ trước đến giờ lẽ nào em không cảm nhận được? Sao không tin anh mà em lại như vậy? Lẽ nào ta không đi chung đường? Thật ra cô ta chỉ là cô em gái tình cờ lâu ngày mới ghé qua. Sao không tin anh mà buông lời cay đắng? Em làm anh đau đó em mà. Một lần này thôi nghe anh nói sự thật, nó chẳng phải thế đâu. Em đừng ghét tu người đâm gá mù quáng, tìm một người mới thay thế nhau. Anh cũng biết được cái cảm giác của em, nhưng em hãy bình tâm nghe anh nói. Đừng vội chia tay người buông lời sỉ vả và cho anh là người phản bội. Thật ra sự thật chẳng phải thế, vì anh chỉ yêu có mỗi em. Mọi chuyện diễn ra nó không như em nghĩ và anh có thể đánh đổi thế. Nhưng mà em mà nghe anh nói, cô ta chỉ là cô em gái thôi. Nếu em không thích anh sẽ không phải nữa và anh biết lỗi của anh rồi. Em mà đừng đi nghe anh nói, mọi chuyện nó không phải thế đâu. Chỉ là hiểu lầm sẽ em lại như vậy, lòng tin nói em nó chỉ thế sao.